Chào các bác, hôm nay đầu tuần em lên cho các bác con máy chiếu Full HD, máy chiếu bên Q nhá, bên Q Full HD đây, ngoại hình của nó đây, máy cũng rất là nhỏ mà mỏng, rất là tiện lợi đây, số giờ em ghi ở trên này, đấy, rất là nhỏ nhá, đấy, nhỏ gọn, Full HD, nó chỉ tổng cỡ hơn 1 gang một chút thôi, mặt này thì là 1 gang. Đấy, công nghệ của nó là công nghệ chạy DOE. Hầu như những cái dòng máy chạy DOE thì nó sẽ khắc một cái chữ DOE ở trên này. Nó là dòng máy chạy chip. Đó. Đấy, mặt trước đây. Sau. Con này chạy 653 giờ nhá. Hàng zin. Có các cái cổng kết nối đây. HDMI này. VGA này. Đây là các cái cổng này ra loa ngoài cho các bác này, đây là cổng video đó. Máy này cắm trực tiếp nguồn điện 220 được. Máy hàng xách từ Nhật. Máy độ sáng của máy là 3200 lumen. Con này độ phân giải của nó là Full HD 1080p. Đó, tương phản của nó là 10.000 chia 1, 10.000 chia 1 nhá. Tuổi thọ bóng đen của con này là 10.000 giờ. 10.000 giờ các bác nhá. Đấy, bóng mới chạy 653 giờ, 653 giờ. Đấy. Máy nhỏ gọn đẹp. Mua máy các bác sẽ có tặng một dây nguồn, một điều khiển chính hãng của bên Q và một cái dây HDMI 1,5 m. Đấy. Bây giờ thì em sẽ lên hình để cho các bác xem. Đây, em lên hình cho các bác thực tế luôn này. Đấy. Máy thì có loa ở trên máy nhá, hầu như là máy chiếu nào cũng có loa hết. Đây máy đây. Đây. Con này cái công suất bóng đèn của nó là 196W. Đấy. Độ sáng là 3200, các bác có thể chiếu được cái môi trường có nhiều ánh sáng. Đấy, xem phim phòng khách các bác có thể bật điện. Đó. Em nói một lần nữa là cái máy này, những cái dòng máy bóng đèn halogen này thì các bác phải gắn một cái bốc. Nó không có các cái chức năng là bắt wifi hoặc là kết nối bluetooth. Đấy, các bác phải gắn bốc vào để xem. Đó, thì nó sẽ chiếu như kiểu tivi nhà mình gắn cái đầu bốc vào. Đấy. Thì các bác lưu ý như thế. Còn nếu các bác muốn những cái dòng máy chiếu mà bắt được wifi hoặc là kết nối bluetooth thì những cái dòng máy đấy là giống như cái dòng máy chiếu cao cấp hoặc là những cái dòng máy chiếu LED. Đấy, đẹp không ạ? Full HD nhá. Mỹ mãn luôn. Giá cũng rất là rẻ cho các bác nhá. Đầu tuần lên cho các bác con máy, mã con máy này là Benq MH530. Để cho các bác giá là 7 triệu rưỡi thôi. 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi nhá các bác nhá, bảo hành cho các bác là 6 tháng. Đây em sẽ tắt điện đi nhá. Đó. Con này nếu mà muốn chiếu màn hình 100 inch thì các bác để khoảng cách là 2 mét rưỡi đến 3 mét. Nó sẽ chiếu kín được cái màn 100. Máy chiếu xa. Đấy. Rất chi là đẹp. À đây em cho các bác xem cái số giờ. Số giờ của nó đây. Các bạn nhìn được không? Đó. 653 giờ đấy nhá, các bác nhìn nhá. Đấy. 653 giờ này. Cái độ phân giải của nó đang là 1920 x 1080. Đầu vào là HDMI. Đó. Smart Echo. Đây. Đấy. Những cái dòng máy chiếu DOE của Benq là hầu hết là đều có cái chế độ chiếu 3D. Các bác có thể xem phim 3D. Đeo kính trong xem phim 3D như kiểu phim ở trong rạp ấy.
Con máy này thì nó không có tiếng Việt, có tiếng Anh nữa các bác nhá. Đấy. Đấy. Để cho các bác là 7 triệu rưỡi, các bác nào ưng thì liên hệ với em. Bây giờ em sẽ cho các bác xem một cái video về karaoke cho các bác xem các cái chữ của nó chạy nhá. Đây. Ngoài ra thì các bác có thể chiếu chiếu trực tiếp mà máy chiếu lên trên tường mà không cần phải dùng màn chiếu nhá. Tường trắng. Đấy. Đến quy. Các bác chiếu lên tường trắng thì nó sẽ đẹp nhất. Khi mà các bác chiếu lên tường xanh thì nó sẽ bị lóa, không nhìn rõ. Tường vàng thì nó cũng gọi là tạm ok, không bằng tường trắng được, nhưng mà các bác có thể chiếu lên tường hoặc chiếu lên màn đấy. Tường, để mà tiết kiệm hơn thì mình có thể có tường trắng thì mình chiếu lên tường. Đấy, chữ chạy rất chi là nét, rất chi là rõ. Viền viết là nét căng, nét là nét luôn. Ok, các bác nào mà ưng con máy này thì liên hệ với em sẽ để số điện thoại ở bên dưới. Bác có thể kết bạn Zalo theo số điện thoại hoặc các bác có thể nhắn tin qua fanpage. Cảm ơn tất cả các bác. Các bác xem video thì nhớ đăng ký kênh, bấm vào cái chuông thông báo để nhận nhiều cái video mới nhất của em nhé. Cảm ơn tất cả các bác. Chào các bác.